Ok, hôm lên em. Chào mừng anh em đến với chủ đề fan qua ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục học về cái hướng dẫn thủ thuật nho nhỏ của con game fan qua này. Đầu tiên á, thì anh em có thể là sử dụng cái số 1 là cái bút bắt boss. Đây, anh em nhìn cái con của tôi nè. Anh em sẽ thấy con này rất quen thuộc. Đó. Thậm chí bắt được cái em gái này luôn nha. Do e và game bao nè. Nó thì trong tòa tháp này đây. Tất nhiên ngoại trừ con boss này, anh em có thể áp dụng đến hầu hết con boss khác luôn. Đầu tiên thì chúng ta phải đi dịch chuyển đến một cái chỗ cần thiết nữa. Anh em quan sát cái bản đồ nha. Đây, ngay cái chỗ này hướng xuống dưới anh em sẽ thấy một cái chỗ dịch chuyển có tên là ngôi làng nhỏ. Thì mình sẽ đi thẳng vô đây. Đó, cái ngôi làng nhỏ ở trên bản đồ nó nằm ở vị trí này. Thì nó ngang ngang bộ xương nó nằm dưới cái khu màu đỏ. Nó là cái ngôi làng nhỏ nè. Anh em đến đây sẽ thấy thanh niên level 30 có tên là Chiến binh đó. Khi trò chuyện thì sẽ biết thêm một tí. Thanh niên này là dạng như là lính đánh thuê vậy đó. Bên trong đó còn cái thương nhân nữa kìa. Ở đây thì mình sẽ chọn thanh niên này một cái. Một cái thôi nha. Đó. Hiện lên con mắt thì anh em tele đi. Tele về cái chỗ tòa tháp. Anh em tele dưới đất nha. Đừng tele trên nóc cái tháp. Đó. Lúc này mấy thanh niên vẫn đi theo mình. Mấy lính vẫn đi theo mình. Thấy cái biểu tượng đỏ đỏ vậy là được rồi. Lúc này anh em cứ vô tháp bình thường thôi. Là vô tháp. Vô trong tháp thì anh em tuyệt đối không gây sát thương lên con quái nha. Mình cứ đứng yên vậy thôi để cho những anh lính làm việc. Đó, vô trong tháp thì cái đoạn cắt cảnh nè. Để nguyên luôn đi. Mất công skip. Đó, anh em thấy có anh lính đang chạy nhông nhông ở phía sau không? Vô trong đây thì anh em tuyệt đối không được bắn người em gái nha. Đó. Mình cứ để mấy anh lính bắn con quái thôi. Mấy anh ơi cứu em, quái vật nè. Chỉ cần mấy anh lính bắn vô trúng đường quái một phát là được à. Không cần nhiều đâu. Bắn đi chứ. Mấy anh lính này có bảo hiểm quá. Mình cứ đứng gần con quái đi. Để cho anh mấy anh lính mà anh bắn trúng con quái là tụt máu rồi nè. Đó. Khi con quái mà bị dính đam á, nó sẽ đi thẳng vô một trong góc luôn. Nó như tự kỷ vậy. Nè nó sẽ đi vô góc nó đứng. Thì anh em cứ đợi nó đứng yên trong góc á. Anh em bấm nút quy cái là nó vô à. Tỷ lệ bắt 0% nhưng nó vẫn vô nha. Đó. Chúc mừng anh em đã bắt thành công. Vô e thì Gimbal level 10. Level 10 nhưng mà máu nó rất là khủng luôn. Lúc này anh em cứ ghép bao đi. Mình không có đường ra khỏi cái ngoài bên gần này. Rồi xong. Bây giờ thì trong cái kho của chúng ta đã có thêm một con quái cực bá đạo luôn. Đây. Đó. Anh em thấy không? Ở đây có một con này. Máu nó tới là 70 ngàn nha. Con này máu 30 ngàn nè, tại nó level 10 rồi, con này 19 máu 70 ngàn. Thì ai chơi cho nó nữa, trong khi mấy con quái bình thường nó 2-3k máu à. Mình nó 70k máu rồi, nó yếu yếu một chút thì cũng không sao. Rồi, bây giờ sẽ tiếp theo là cái mod thân quay. Anh em nhìn cái nhân vật của tôi, chỉ số quay của tôi đang là 4600. Thì tôi cứ vẫn tăng vô cái điểm quay này khoảng 10 điểm thôi. Khoảng 19 hay 10 điểm gì đó, tôi không nhớ nữa. 9 điểm hay gì đó. Nhưng mà quay nó được 4600, lúc này anh em thoải mái đi đầu quặng luôn. Đi đào quặng thì trước tiên là xe anh em có hai cái mỏ nè, hai cái mỏ tôi rất là hay đào, anh em có thể đào chỗ này. Cái bay ở đây anh em thấy cái bùn màu đỏ phía dưới này có cái đền thờ, nhà thờ chuông á, là ở đây có một cái bãi quặng rất là ngon nghẻ đó. Anh em chỉ cần bay hai lần là tới cái bãi quặng này rồi, đào hết cái bãi này cực kỳ thoải mái luôn nha. Đào xong thì anh em cứ bay thẳng vậy. Là xong anh em cứ bay thẳng về cái bay luôn. Khi quay anh em cao rồi thì anh em di chuyển rất là thoải mái. Bay phát về tới cái bay nè. Còn một bãi nữa là nó nằm trên này. Nó nằm ở trên cùng, gần như là trên cùng á, ngay đây nè. Giữa cái hòn đảo. Cái bãi trên này thì hơi nguy hiểm tí. Do mấy con quái nó level cũng khá là cao á.
nhưng mà anh em đừng có chọc nó thì không cần, sẽ không sao cả. Bẫy này thì nó có một cái đặc biệt nữa là nó có cái mỏ than đây, anh em sẽ thấy nó có cái mỏ than nè. Cái mỏ than này về sau rất là quan trọng luôn, nên anh em đào rất là nhiều đó. Đây nè, đó anh em đào cái than này ha. Cái than này thì lúc nào nó ra là anh em buộc phải đào á, tại vì mình rất là cần. Bắt đại bàng luôn, 2%, chết luôn rồi. Con này thì nó rất là bá đạo rồi, coi nó chơi kìa trời, tội nghiệp mấy anh lính không. Nó còn đỏ lắm đó. Con đại bàng này thì tí nữa tôi sẽ giải thích với anh em luôn, nhân tiện ở đây có thì tôi sẽ bắt nó rồi giới thiệu luôn. Đó, ở đây có cái mỏ than nè, anh em cứ lại đây đào mỏ than đem về. Nhiều anh em mà không biết chế tạo sắt á thì tôi hướng dẫn cho em luôn, để mà mò mò cũng tốn thời gian á. Đây, về thôi. Cái bay chỗ này vị trí nó rất là đẹp nha, anh em có thể xây ở đây rất là ngon nghẻ luôn. Cái chỗ này là cái vùng nó phẳng gần như là toàn bộ luôn á. Nó phẳng gần như là nguyên cái khu này anh em có thể xây thoải mái luôn. Khi mà bị ghét nhà nó chỉ có một đường lên duy nhất là chỗ này thôi. Anh em cứ xây cái cổng ở đây rồi phòng thủ, và quái nó sẽ không thể lên nữa. Cho hai ông cụ này, con chim cánh cụt với thằng mà ghép win của tôi nó rớt ngoài rồi. Từ từ để bắt nó vô các chim cánh cụt này, thằng ghép win này. Ok rồi, bắt đầu mới nói xong là bị ghép nhà thiệt luôn rồi. Mấy con này dư sức nó đếm rồi. Bây giờ chúng ta qua cái tiếp theo là cái mod quay nè. Đó, như giới thiệu hồi nãy cái quay của tôi là 4600. Anh em mod này lên đi đào quặng nó rất là thoải mái, kể cả chơi single laser luôn, đỏ cái công lông nhông đi đào đi về mấy đợt mới rất là mất công. Anh em đầu tiên thì lên trang Nexus mod, anh em sẽ thấy ngay cái mod mà của con fan world này ảnh hưởng đến gameplay, nó có tên là mod Kagi Way Insert. Nó sẽ tăng cái trọng lượng chỉ số quay mình lên, mặc định cái quay của mình lúc bắt đầu trò chơi là 300 thôi, nhưng con khi cài cái này vô nó sẽ tăng lên 1000. Rồi sau đó thì mỗi level nó sẽ tăng thêm 250 nữa. Là như anh em thấy là tôi tăng mười mấy level, nó lên gần 4000 mấy rồi đó. Để tải cái mod này á, thì anh em bắt buộc phải có cái tài khoản à, đăng ký miễn phí thôi, không tốt gì hết. Đây đây đây. Trời ơi, nhà cửa tôi kìa trời. Con này của mình mà. Rồi xong hết chưa? Đi dọn đồ. Trời ơi, chỉ ống nâu nâu của tôi. Chỉ ống nâu nâu, chỉ nằm con sâu. Tôi còn nhiều chỉ ống lắm, nên đợi tí tôi lắp chì ong vô đó. Chì ong này sẽ sản xuất mật ong, cái đó cũng rất quan trọng luôn, tí nữa sẽ nhắc về nó. Đây chì ong nêu đây, chì ong này sẽ làm việc trong cái khu trang trại này cho mình ba cái mật ong. Cái mật ong nó rất quan trọng, anh em đỡ phải đi farm. Bây giờ tiếp tục quay lại cái mod đang quay. Anh em lên trang này tạo một cái tài khoản miễn phí. Vô đây thì anh em nó sẽ thấy hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Quá trình cài đặt nè, anh em chơi cái bản trên mà Game Pass hoặc là Steam thì chọn đúng cái bản mình thôi. Bên này Steam thì quá trình cài đặt như nhau, như sau là nó yêu cầu bắt buộc phải có cái OS input này. Đó cái link đây, bấm vô ghi lưu á. Nó sẽ có cái link ở cái phần dưới này, upset nè. Anh em tải đúng cái bản 2.52, 2.51 gì đó vào. Đó anh em tải một trong hai cái bản này về. Xong rồi tải về anh em cứ giải nén ra bình thường, hướng dẫn nó ở đây.
giải nén cái thư mục mà giúp mình tải cho nó UE Unreal Engine 4 ở đến này. Thì anh em giải nén vô đúng cái thư mục này, Vanilla Fan Beer Game Mode 4 version. Trên Steam thì anh em làm theo cái bước sau. Rồi đó. Chuột phải vô. Nó có phần manager nè, anh em bấm Go Local là nó ra đúng ngay cái chỗ này. Vanilla. Vanilla đây Fan Beer Game Win 4 mod. Fanware fan Binagi quyền sớm 4. Anh em tạo cái thư mục đặt tên là mod. Xong rồi anh em giải nén nó vô đây. Rồi giải nén xong thì anh em sẽ phải làm thêm vài bước nữa. Giải nén xong rồi. Bây giờ anh em sẽ thấy một cái file. Cái file nó cái tên là mod.txt. Là cái file này nè. Thì dùng Notepad đi. Anh em sẽ viết thêm một cái dòng này ở dưới. Who way insert 1 nó nằm ngay dưới dòng này, sau đó xếp lại là xong đó. Rồi ok vậy là xong. Trước đó thì anh em mà cũng vô cái thư mục này luôn nha, con bin ghi win sớm 4 nè, tạo cái thư mục tên mod nè, xong rồi nó sẽ có cái gì đó anh em cứ xóa sạch nó hết đi, chỉ giữ lại cái file duy nhất là cái mod.txt này thôi. Rồi sau đó anh em mới tải cái bản mod này về, tải cái bản mod này anh em vô mà cái phần file đó anh em cứ đào vậy thôi, nó có mấy trăm ký à, trong phần file nè nó chỉ 1 KB à, thì tải về nó được cái thư mục nè, anh em để đúng ngay đây là được. Xong rồi thêm cái dòng nãy vô cái này đó, chỉ đơn giản 2 bước thôi. Anh em nên backup cái Word rồi trước nha, backup cái Word thì tí nữa tôi hướng dẫn luôn, để anh em sau này chơi mà có nhiều lỗi thì mình còn sửa được. Backup cái Word thì con game này nó tự động backup rất nhiều rồi, mình chỉ việc lấy nó ra thì xài lại thôi. Rồi bây giờ là top những con phone rất ngon nghẻ đầu game. Đầu game thì anh em làm quen với ba con này là bắt buộc rồi, nên trong số ba con này con nào cũng ngon hết nha. Con nhất là con cừu nè, anh em nuôi con cừu nó có cái hiệu ứng là khi nó sẽ góp ba cái quất này là dạng như ba cái lông á, khi mà mình bỏ nó trong cái farm minh, farm minh là cái trang trại nè đó, nó sẽ góp những cái lông như thế này. Cái lông này rất cần thiết nha. Con cừu thì tôi không có để nó đây rồi nên nó chưa có góp lông. Đó, anh em nên tập trung nuôi con cừu với con gà. Tại sao hai cái con cơ bản á, thì hai cái này á nó rất quan trọng luôn. Cái lông của con cừu này anh em sau này chế lên một cái vải gọi là cái vải cao cấp á, nó cần tới 10 cái lông này mới lên được một cái vải cao cấp nữa. Nên bây giờ mình bắt đầu mình farm ba cái lông rồi đi. Tiếp theo là trứng. Thì tương tự như con cừu con gà nó sẽ cho mình trứng. Trong cái farm á, cái trứng này cái nguyên liệu cũng rất là quan trọng nữa, nên bắt buộc phải farm từ sớm. Con Linmate này nó rất là đa năng nha. Tuy nhiên cái bản game hiện tại á, nó đang bị cái lỗi con Linmate này rất là nhiều. Thành ra anh em mà chơi nó bị gáp hay là lỗi bớt gì quá nhiều á, thì anh em không nên để con này trong cái mà cái bay của mình. Mấy con này thì nó cơ bản thổi lửa hơi điện vậy thôi. Con khỉ này cũng tương đối tháo vát nè. Thậm chí nó biết xài AK luôn. Khi mà chọn những cái con làm việc trong bay á, anh em nên tránh chọn cái dòng này. Hoặc là chỉ chọn những cái con rất ít việc có cái dòng này, còn những con mà mình nhiều việc á, có cái dòng này á thì tối ngày nó đi lụm đồ thôi, nó không có chế đồ, nó không mới làm mấy cái việc khác, mà nó đi lụm đồ nó lụm lần 1 2 món rất là chậm đó. Thành ra mình để cái này vô á nó rất là khó luôn, nó không có làm cho cái gì khác, nó tốn thời gian vô cái việc vô bổ thì rất nhiều nè. Nên nếu như có rất nhiều việc như con này á mà có cái dòng này anh em không nên xài nó, còn nó rất ít việc á thì anh em hãy lấy nó. Có một số cái con mà nó chỉ chuyên về chở hàng á, anh em hãy lấy nó thôi. Như con này có 2 việc như nước nè, nó có chở hàng thì anh em lấy được. Còn như con nãy thì không nên lấy. Còn một con cũng khá quan trọng đầu game anh em có thể kiếm được nữa là con này. Con này nó dạng boss mà tôi đã giết nó đi rồi, nên không hôn số. Con này tính ra nó rất là tháo vát nữa đầu game luôn, làm được rất nhiều chuyện. Con này thì nó là con boss trong bản đồ, chắc anh em cũng biết hết rồi. Đây nó đây, mình cứ tay le là cái trụ này xuống nữa, đánh nó gần chết rồi bắt nó bình thường, xong rồi đem về bỏ nó vô bay cho nó làm việc. Một trong những cái con mà rất là ngon nghẻ đầu game á, con này là con cực kỳ ngon. Con này con VC nè đó, anh em đọc cái dòng mô tả đây, thỉnh thoảng á, thi thoảng á này sẽ nó đào đất nó lên và có thêm một số cái đồ trong cái khu vườn của mình, cái gan của mình, tức là nó loanh quanh trong cái khu mà này nè, xong rồi nó đào mấy cái lỗ lên, nó cho mình đồ rất nhiều. Ba cái đồ đầu game nó cho
Thì thường là quả cầu nè, mũi tên nè, tiền nè, mũi tên nè, thì quả cầu này đó, nó cho mình ba cái cực kỳ quan trọng đầu game mà mình đỡ phải farm luôn. Nên anh em có con VC á thì anh em nên bắt nó liền, con VC anh em nên bắt nó liền, con quỷ này nè đó, thi thoảng nó đào đồ cho mình, nó đào rất là ngon ngẻ luôn á. Những cái con này á, nó thường phổ biến ở cái khu vực là gần gần cái chỗ tôi đang đứng luôn, anh em kiếm nó dễ lắm. Đây VC đây đó, nó nằm ngay cái khu mà tôi xây cái bay luôn, từ cái chỗ đỏ này đi dọc xuống đó, anh em rất dễ kiếm. Con này là dạng idol quốc dân nha, nào VC là idol quốc dân của cái đảo mà Phagagot này. Nếu mình bắt nạt con VC á thì những cái con mà quái khác trên hòn đảo nó sẽ bem lại mình đó, nên anh em bắt con này thì nhớ bắt nó liền đi. Con này nó rất là ngon, đầu game nó gần như cái con ngon nhất mình để trong cái khu vườn á. Con này thì nó cũng mà cho ba cái lông như con cừu thôi, nhưng mà nó còn ít việc hơn nên nó đỡ đi lang thang như con cừu. Anh em có thể dùng con này thay thế con cừu cũng được. Con heo này cũng rất quan trọng, nếu như lần trước thì tôi giới thiệu anh em một lần rồi. Con heo này thì mình đem nó đi đập đá, đi đào quặng đập đá cái thứ á. Anh em không nhớ thì để tôi múa lửa lại lần đó. Tôi sẽ lấy con heo này, hai con Pikachu rồi đi. Heo level 4 á, heo level 7. Sao vàng quá vậy ta? Con heo này xịn sò thấy không? Tôi nhớ có mấy con heo mà cũng mạnh bạo lắm, tại đem nó đi đào quặng hoài à. Đây nè, 38 nè, đó. Đào quặng thì có 27, hồi nãy tôi giới thiệu anh em rồi. Ví dụ lấy con heo mình đi đào quặng thì nó rất là nhanh. Nó ngang ngửa như con rùa á. Con rùa thì hơi khó kiếm, tại vì về sau á, con rùa này về sau anh em mới kiếm được thì nó khó lắm. Bây giờ ban đầu thì nó hơi khó kiếm, về sau đi thì nó ngon nghẻ hơn. Còn anh em bắt được con heo thì con heo nó rất dễ kiếm luôn từ đầu. Con heo nó chỉ cần hút cái thôi, từ ra cái đống quặng như mình này, nó hút hai ba cục cùng lúc luôn. Đó, hút những cái ra quặng thì cứ đây là lấy xong bay về, làm nhẹ sơ sơ phát là cũng đầy quặng rồi đó. Đó đây có một con nữa nè, mấy con này thì giai đoạn đầu game hay ha, giữa game cuối game thì có rất nhiều con khác để anh em thay thế luôn. Đâu hết ta, Pikachu của tôi nãy giờ bắt được hai con nè, làm cái clip hướng dẫn anh em bắt con đó, là con thứ hai đó. Mấy này mấy dân anh em đem ra chợ đen bán thôi chứ cho tụi nó phế lắm. Rồi để coi những còn những con gì ngon nghẻ nữa. Mấy con này thì chủ yếu nó hỗ trợ của mình, nó không có gì ngon hết. Con này con gì tôi còn chưa biết nữa nè. Đây con mèo. Con mèo này thì nó chủ yếu là farm tiền cho mình thôi, bỏ nó vô cái trang trại nó đào lên mấy cái tiền. Mà tiền trong game này hiện tại ở phiên bản Elite Access nó chưa có gì nhiều. Con chó này anh em có thể cưỡi nè, cưỡi nó thì đầu game nó một trong những cái vật cưỡi rất là ngon, tại vì cái thể tích nó nhỏ, cái diện tích nó nhỏ, anh em luồn lách trong cái hang động hay là đi dưới rừng nó vẫn ổn. Con bò này anh em để nó lấy sữa đó. Bò này thì nó rải rác khắp nơi hết. Đây nè, chỗ cái đỏ đỏ này đi qua hướng tây là thấy mấy con bò này. Bò này nó cho sữa, bỏ nó đi dạo dạo trong khu vườn nó cho sữa. Cái sữa này rất quan trọng nha, quan trọng cái nữa là tí nữa mình sẽ nấu đồ ăn rồi nói về nó sau. Tới dưới này là mấy con anh em bắt đầu khó kiếm rồi đó. Con này thì nó cho cái kẹo thôi, cực kỳ phế luôn. Cái kẹo ngoài ngoài ăn chơi chơi ra chẳng có tác dụng gì nữa, chắc là chưa có công thức nào để chế đồ hay là gấp đồ được cái món này. Con này thì dạng đa năng nè, 2223 nè, nó chuyển đồ phương bác để làm việc cũng được, mà con này hơi bị khó kiếm đó nên cứ bỏ qua đi. Con này cũng gớt lông nữa đó, anh em có thể lấy con này thay cho cái tụi con cừu hồi nãy. Con này thì đầu game là anh em bắt nó cưỡi nó rất là sớm, nó farm gỗ rất là ngon đó. Con này có khả năng nhảy 2 lần nha, nè double jump trong khi mình cưỡi nó nè. Ngoài ra nó còn cái hiệu ứng chặt cây, với mà cái sừng, cái khiêu nó có cái khiêu mà hất cái sừng cũng rất là ngon nghẻ, nên con này rất là dễ kiếm đầu game, nó cũng đa dụng nữa. Thì tương tự con chim này nó cũng ở khu vực đầu game cho anh em luôn, một trong những cái động vật cưỡi đầu game của anh em nè. Bắt được con này sớm thì anh em có thể cưỡi nó sớm.
Con này đúc đò thôi, còn con này thì nhìn nó rất là vui nhộn. Nó là đào đá nữa. Lúc đầu anh em thiếu gỗ, còn sau giai đoạn sau này thì anh em lại thiếu đá. Nên cứ bắt nó farm sớm càng tốt. Con này thì con lai biến dị, tí nữa tôi sẽ nói nó sau. Còn diều hâu này cũng rất quan trọng nha, khoảng level 20 anh em bắt được rồi. Giống cái chỗ hồi nãy là tôi bắt nó làm mẫu cho anh em đó. Con này là một trong những con quan trọng nhất mà anh em nên trang bị trong cái bộ thuốc của mình. Nè, tôi luôn luôn để nó vị trí số 5 nè. Là có con này á, anh em không cần xài cái dụ lượng luôn cũng được đó. Đó, nó sẽ thay thế cái dụ lượng mình luôn. Bay khoảng cách rất là xa nha. Đó. Thậm chí đứng trên cái mặt phẳng như thế này mà bay nó vẫn còn rất là xa nữa nè. Nên anh em đi đánh boss hay là cái gì đó, anh em né kêu bằng cái này luôn. Không cần phải lăn lộn đâu, cái khoảng cách ngắn đâu. Đó. Thậm chí mà mình đang bay mình vẫn có thể bắn được bình thường nè. Mấy thằng này để tôi xử nó. Ừ, mình đang bay mình bắn vẫn bình thường, thậm chí là quăng cầu bắt thú luôn. Nó đánh cưng hả? Nó đánh cưng hả? Đây thì có một số cái hang động, anh em vô đây thì có thể tìm được boss á. Một trong những cái chích anh em đi hang động á, anh em thấy cái con boss mà cuối cùng của cái hang không phải con anh em mà thích á, thì anh em cứ chạy ngược ra gần tới cái cổng này, anh em đi vô lại một lần nữa thì nó sẽ đổi thành con quái khác. Anh em thích con nào thì cứ bắt con đó thôi. Cái bản vẽ nha, tí nữa tôi sẽ nói anh em về cái bản vẽ này luôn. Làm gì? Rồi gách game mày. Này thì độc ác, này thì bắn heo. Anh em thấy quả báo nó đến sớm không? Mới có thái độ lồi lõm vài cái là game nó cho bay màu liền. Game này đang early access nên nó gách liên tục á. Ồ, nó đúng ngay cái đoạn này luôn nên cũng không có lại mệt lạc gì mấy. Rồi đây là hầu hết những con phone đầu game mà anh em có thể bắt nó rất ngon nghẻ. Cái bay của mình nó nằm chỗ nào ta? Đây con VC nè. Con này con gì vậy? Con này con mèo á. Con này nó chém như là da xua trong lợ lợi á, rất là độc luôn. Chuyên gia để tôi đi đánh mấy con quái bự bự á. Này con gà, anh em nhìn những con mà nó bự bự như thế này á, là nó những con lucky á. Buổi tối anh em hoặc là ban ngày anh em đi lại gần nó sẽ nghe cái tiếng là tinh tinh tinh, như cái tiếng đồng xu gơi á. Ngoài ra nữa thì nó phát sáng rất là sáng luôn. Anh em đi bắt buổi tối thì dễ hơn. Những cái con có chữ lucky á, là nó có cái dấu sao ngoài này không? Thì nó sẽ cộng thêm rất nhiều hiệu ứng đó. Anh em thấy lucky là nó tăng 15% đam, lập việc chăm chỉ thêm 15% nữa. Bình thường là 70 rồi, nó tăng thêm 10% nữa là 10.5 nữa là lên 80 á. Nên những con như thế này anh em ưu tiên là bắt nó nha. Thường là nó trâu, nó mạnh hơn mấy con thường rất là nhiều luôn, nó cũng bự hơn đó. Đó anh em nhìn con chích cần nè, chào bá luôn, nó còn cao hơn mình đó chứ. Nè, con VC này là cũng mà dạng cái con mà cái gì Lucky nè, nên nó bự bự như thế này. Ê, em này đi đâu vậy? Vô làm việc bay. Để tôi coi còn con phone nào ngon ngon nữa không. Nãy mình lướt lướt sơ sơ thôi. Cái bộ này tôi cũng mới chơi gần đây thôi nên bắt chưa có nhiều. Khúc dưới này á, là hầu hết là những con này rất là khó bắt rồi. Con này là con ong nè. Con ong này hơi khó bắt nha. Con ong này khi thả trong vườn á, thì nó sẽ làm việc trong cái đó, thì nó sẽ góp ra cái mật ong của mình. Mật ong này là một trong những cái tài nguyên cực kỳ quan trọng luôn. Đó. Nên em bắt được con ong thì về cho nó farm càng sớm càng tốt. Con này con ong chúa, tôi chưa có gặp nó nữa nên chưa có bắt. Bắt mấy con ong cỏ thì khá là dễ. Một á, là anh em đi buổi tối, anh em chọt nó gần hết máu anh em cứ bắt bình thường, nhưng nhớ một điều là đứng xa nó ra nha, đứng gần quá là nó lao vô đánh bom cảm tử mình luôn. Hoặc là anh em cưỡi con chim bay ở trên trời cao cao, anh em bắn súng đó nó sẽ không có bay lên được nên nó không có nổ mình. Con ong này chủ yếu là anh em nuôi nó lấy mật thôi,
nó làm việc rất là nhiều. Còn lại thì mấy con khác thì tôi thấy nó khó, rất là khó kiếm nên cũng chưa có thấy mà nó nổi trội gì nữa. Đầu game anh em cứ tập trung vào kiếm mấy con đó đã. Con này con boss cũng khá dễ kiếm nè. Con này nó rất là châu chó luôn. Khi mình cưỡi cho nó sẽ tăng thêm cái trọng lượng tối đa cho mình. Nhưng mà anh em có cái mod quay hồi nãy rồi, tăng trọng lượng rồi. Nên không cần cái này nhiều. Con này nhìn nó cute ăn con ngộ gì là chính. Thì sau này anh em lên mấy con chim mới anh em bay á thì sẽ có hai con thay thế cho con đầu là con vây bành này nè. Là con chim thứ hai anh em có thể cưỡi thay thế cho cái con mà nhỏ nhỏ hồi nãy đó. Con đầu tiên anh em cưỡi là con này Nightwing này. Con thứ hai anh em có thể cưỡi trên không là con này. Con này thì stamina nó ít tốn hơn. Nên khi anh em cưỡi cho nó thì nó sẽ tăng đam cho mình đó. Đây nè, tăng thêm cái lượng đam gây ra cho bởi người chơi. Thì con thứ ba anh em cưỡi là mới tới con này. Con này á, con này là nó sống ở mấy vùng núi lửa nhiều. Con thứ ba anh em cưỡi là cái con dưới này. Đó, là con Hayzer này. Con này anh em bắt buộc phải đi bắt nó vào buổi tối nha. Ban ngày anh em không thấy nó xuất hiện đâu. Phải chuyển qua ban đêm đây nè. Đó, thì nó sẽ xuất hiện cái khu này. Nó hơi khó bắt một tí. Nhưng mà bắt được nó thì rất là tốt. Rồi đây là những cái con đầu game anh em có thể chơi thôi. Con này là giữa game luôn rồi chứ đầu gì nữa. Thì cái con mà số 4 này, cái con tôi hay cưỡi nè. Là nó gần cuối game đó. Mình đứng đứng bên kia đồi á. À? Qua đi chơi không mấy anh? Headshot. Rồi rớt trong đoạn dưới luôn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái phone làm việc. Cái đó là những con hữu dụng trong cả làm việc lẫn combat. Nên bây giờ chúng ta thì sẽ chọn khi anh em không có cái lựa chọn mà chính xác để thay thế. Như con này nó chỉ có sạc điện thôi nè. Mà cái trụ điện của tôi lúc nào nó cũng đẩy cho nó. Xài điện rất là ít ở thời điểm hiện tại. Nên đút cái con này vô là cho nó vui nhà vui cửa thôi. Sau này anh em cần nhiều nhất vẫn là cái bánh kem này. Đây cái bánh kem. Cái bánh kem này anh em cần nó rất nhiều. Một cái bánh kem á nó tới 2.000 cái workload này đó. Tức là khối lượng công việc để làm cái bánh kem này nó cực kỳ nặng luôn. Nên thường xuyên á anh em cứ cho nó làm bánh kem này đi. Bánh kem này thì nó sẽ cần cái đầu tiên là lúa mì. Lúa mì thì anh em farm đây nè, trồng mấy cái lúa mì. Thì nó sẽ cái con mà làm nông á nó sẽ yêu cầu ba công việc. Thứ nhất là gieo hạt, thứ hai tưới nước, còn thứ ba là thu hoạch. Thu hoạch xong thì có con nó sẽ vận chuyển nữa. Nên em đặt cái thùng ở giữa mấy cái vườn này cho nó đem vô. Đó. Sữa trứng gì đá gì tùm lum như vậy. Cục đá này để tôi dục bỏ. Đó nên em có thời gian rảnh thì cứ cho nó nấu bánh kem đi. Cái bánh kem này có tác dụng nha chứ không phải để ăn không. Thì tác dụng của bánh kem thì để tí nữa. Bây giờ thì anh em chọn phone làm việc nè. Ví dụ bắt vài con. Như con này. Con này đầu game rất là dễ kiếm luôn. Nó rất là đa năng luôn. Đó, anh em cứ đi mà lụm mấy cái trứng đen đen bự bự về là up khả năng nở ra con này rất nhiều. Nó sẽ làm cái việc thu hoạch nhưng mà đào mỏ. Đầu game anh em sẽ thiếu đá rất là nhiều đá luôn. Nên nó đào mỏ thì nó rất là ngon nghẻ. Anh em nên chọn những con có số công việc cao cao như thế này nè. Con này số 2 nè. 2 nè. Thì ngoài ra chọn nó rồi. Anh em chỉ cho một con nó đảm nhận khoảng là từ 1 đến 3 việc thôi. Nhiều quá nó sẽ bị phân tâm. Thời gian nó đi qua đi lại không mà nó không có làm cái gì trọn vẹn cả. Cái thứ hai nó quan tâm cái chỉ số lương thực nó ăn à. Chứ ngoài ra một số cái nội tại này như lần trước rồi đã nói rồi. Con này thì nó cũng đa năng đó nè. Nhưng mà việc nào nó cũng ngon nghẻ nhân 2, 2, 2, 3 nè. Nên mấy chỉ số rất quan trọng. Sau này mình ép thú mình tính ba cái này sau nữa. Ép thú thì tôi chưa có ép nên chưa có gần. Đó con này cũng 2, 3, 2 nè. Cái lửa này anh em cần rất nhiều nha. Vì sao anh em cần liên tục luôn á. Tưới nước. Thì cái công việc đồng áng hồi nãy á, anh em sẽ cần là gieo hạt nè. Rồi tưới cây nè. Rồi bắt đầu thu hoạch nè. Sau đó một con này nó sẽ vận chuyển về con tranh phát tinh nè. Là nói chung anh em chỉ cần bốn cái điểm này để anh em trồng cây ban đầu. Khi trồng cây được anh em đảm bảo cái nguồn lương thực nó ổn định luôn. Đó lúc đó là mình khỏi cần phải làm gì nhiều. Trứng ốp lết nè, ai ăn thịt đùi nữa không?
Đó anh em thấy là công việc của lửa rất là nhiều luôn, điện thì tương đối ít, điện hiện tại là chưa có gì xài nhiều đâu. Cái lò rèn nè, rồi hai cái lò nướng thịt nấu ăn, ba cái lò nấu ăn đó, tất cả đều cần vô là rất là nhiều ba cái con lửa này, nên em ưu tiên mấy con lửa. Nhiều anh em hỏi chế sắt sao á, quỷ đây đây chế sắt á, anh em sẽ xây cái lò rèn này, khi đủ level thì anh em cứ unlock nó ra mà xây thôi. Thì chế sắt thì mình buộc phải có than với mà quặng, anh em đốt quặng bình thường không á thì nó sẽ ra cái quặng đồng như thế này, còn anh em đốt với cái than á, cái rất quan trọng á, thì nó sẽ ra được cái quặng này. Anh em thấy nấu một cái bánh kem nó 2.000 khối lượng công việc không, nấu 5 cái bánh kem bằng anh em nung gần 200 cái quặng này đó, bởi vì cái khối lượng mà bánh kem này nó rất là nặng luôn. Cái này cho vô luôn. Đây tiếp theo nữa là có một cái nè, như cái nãy tôi lấy được cái bản vẽ nè, là khi mà mình bỏ trong cái giỏ hàng của mình á thì nó sẽ unlock cái công thức gấp một cái bộ quần áo mới, thì cái đó thì anh em gấp ở đây đó, nó sẽ unlock cái bộ quần áo này nè, thì chỉ số nó chỉ cao hơn cái bộ quần áo bình thường này một chút thôi, nên cái giai đoạn đầu game á thì nó có lợi, về sau thì nó chả tác dụng gì đâu, nên mình chưa cần sớm đó. Đó thì nó chỉ cao hơn cái bộ này tí xíu, là cái bộ này nó lên cái Uncommon đó. Trên bản đồ thì nó có 4-5 cái loại quần áo nha, cái này là xanh lá nè, thì sau này còn tím với vàng nữa, xanh dương tím vàng đồ cái thứ đó. Đó thì anh em mà có cái bản vẽ thì cứ để nó trong người, cái bản vẽ này nè cứ để nó trong người là gấp ra được. Rồi xong cái phần chọn phone làm việc luôn rồi, làm việc thì cho những cái con ít việc thôi, như con này một lửa là ba phương vác nè, ít việc chứ không nên là một việc nha, như con này rất là nhiều việc nè, nên nó cho nó chạy lăn quăng nó lên level là chính thôi. Con bò thì nó chỉ cho lấy sữa là chính, con này hai lửa một gỗ VC ngon rồi. Cái bay này hiện tại nên như vậy, cái điện á anh em nên không nên lấy những cái con chiên một cái điện mà cho nó nhiều việc đi, tại cái điện của mình nó không có làm nhiều. Còn em nhìn cái điện của tôi lúc nào cũng 99% nè, thì nó xài cao lắm là khoảng 5-10% là bắt đầu đi sạc rồi, chủ yếu là có mấy cái bóng đèn này nè thì nó tốn điện thôi. Rồi bây giờ là tăng kill của con phone, anh em á bấm vô cái Fatty, anh em sẽ thấy con phone này bấm vô đó, như con này thì nó có là mấy kill điện nè, thì anh em có thể chọn kill cho nó nha, anh em bấm vô cái kill đó, chọn cái kill khác thay thế vô. Cái chỉ số bên đây gọi là cái chỉ số sức mạnh á, nhưng thực ra là nó ảo ma lắm, đừng có tin vào chỉ số này, anh em nên tin vào những cái kill nào anh em thấy mạnh. Nên em nên tin vào những cái kill này thấy mạnh. Con này tôi thay gần hết bộ kill luôn này đó, cái kill điện nó là cái kill cực kỳ mạnh nên tôi lấy nó nè. Tiếp theo là cái cầu lửa, thứ ba là bắn cái quả cầu bóng tối. Cái mấy cái kill này á, anh em đi lên mấy cái cây á, mấy cái cây thì hình như ở đầu game cái bay của mình chỗ này hình như có một cái cây nè, hoặc là chỗ này gì nè, nó nằm đâu khúc này tôi không nhớ nữa, đi đi lại thử rồi. Đi một lần anh em thấy nó nằm ở đâu thì đánh dấu đó, anh em cứ lại đó hái quả trên cái cây, tôi không nhớ là phải chính xác chỗ này nữa. Cái gương mấy cái gương trong game này nó vẫn hồi nha, nên em thấy nó thì cứ lấy đi. Nè nè là có cái cây là anh em thấy chưa, đó cái cây thì nó vẫn hồi lên quả nha, anh em sẽ hái những cái quả trên cây này. Đây cái cây thường nó có 3 quả đó, ở đây là cái set mai nè, cái kill này cũng khá là ngon, nó sẽ quăng ra những cái hạt, kill này thì cần địa chấn cũng ngon luôn, kill này kill lửa thì trái cây ác quỷ trong mà quên bi á là nó đó. Thì mỗi cái kill này, mỗi cái trái cây này nó sẽ cho mình một kill khác nhau, nhưng mà có kill xịn kill dỏm nha, như cái này màu xanh lá là nó dỏm nè, chỉ số 65 nè, nhưng mà cái kill này nó rất là mạnh. Còn cái kill này là cái kill mà dây leo, nó sẽ quấn cái dây leo quanh con quái,
Anh em lụm được cái trái này á, muốn cho nó cái skill nào á, anh em bấm vô ăn. Cái này bão lửa nè. Còn cái skill này là bong bóng nước nè. Sốc quay địa chấn, cái này chỉ có 40 thôi, nhưng mà điện thì không ngon, hệ thổ thì nó ngon hơn. Nên lấy ví dụ cho một con ăn cái skill nữa ấy. Con này bộ skill là cái gì? Bóng tối thì ngon ngon hơn á. Băng cũng ngon á. Thay con nào ta? Con rùa á. Con rùa thì chỉ số nó ngon rồi, sẽ thay cái skill thứ ba của con rùa này. Ví dụ bây giờ con rùa này nó có 5 cái bộ skill như thế này nè. Mình sẽ cho nó ăn cái trái cây này. Cho nó ăn trái gì giờ? Rùa này hay lửa hả? Phai tôm á. Thì tôi sẽ bấm chuột phải vô trái này chọn con rùa. Đó, cho con rùa nó ăn. Đó, bây giờ thì con rùa của mình đã có cái skill mới là cái skill mà khèo lửa. Thì qua bên đây, tiếp theo mình cho nó ăn rồi mình vô cái party chọn con rùa. Thì anh em muốn nó thay cái skill nào á thì bấm vô cái skill đó, chọn cái skill mới học là skill này. Bây giờ cái skill này là skill cũ nha, tạm thời để nó vô đây đây. Rùa đâu rồi? Đây. Đó, cái skill đầu tiên là cái skill cũ, là cái skill dưới em tôi là nó bắn ra cục đá rất là cùi luôn. Rồi bể đầu nhỏ này, quán mạng. Nó hồi chiêu rất là lâu rồi, nó lại đánh mà chính xác nó cũng khó nữa. Đó, nên tôi sẽ thay nó thành cái chiêu bão lửa. Chết không, chết không? Hụt hơi cao quá rồi. Bây giờ thì bấm vô party, chọn con rùa. Mình sẽ thay cái chiêu ném đá này thành cái chiêu bão lửa. Là cái chiêu E, cái chiêu này lại được học nè, 80 điểm nè. Đó là nút C bằng phím. Chào cưng, chào mấy cưng. Đó, tạo hai cái cơn lốc lửa. Nó mà đúng chính xác ngay cái chỗ giao nhau á, là đam nó rất là to luôn. Ngoài ra cái chiêu chuột trái con này thì như phun lửa hay gì đó. Mấy bạn ơi, ở lại chơi, chạy đâu vậy? Đó, anh em thấy hệ lửa đánh vô hệ mộc cái là nó rất là mạnh luôn. Phục ở trên này. Rồi thôi, vậy được rồi. Con rùa này thì chủ yếu là đào đá là chính. Cái bộ skill nó đào đá cũng rất là ngon nha. Nhưng mà nó kinh đau hơi lâu. Con này con boss phải không? Kệ nó đi. Đây là con rùa của chúng ta, rùa tay tượng, rùa tay đỏ. Con này hình như là tuyệt chủng này. Đó là xong cái phần tăng kill phone. Bây giờ về bay lại tôi ta giống mấy con phone này. Thì bay đi cái bay nào gần đó. Đây có cái trụ dịch chuyển hình như ở ngay cái dốc. Đây con này vừa bay vừa bắn thoải mái luôn. Sao mình dễ thương gì mà nó thấy mình nó cắm đầu nó chạy không vậy? Lai giống thì hôm qua có một cái link trong Discord. Anh em đợi tí. Tôi có gửi cho thanh niên kia. Lù bù quá, tắt hết. Lai giống thì tôi chưa lai lần nào nữa, nên đây cũng là thử lần đầu luôn. Đây là cái guest trên cái trang wiki của con fanworld này. Kết đinh trong fanworld thì mình có thể nhận được cái skill nội tại mới cho cái kế thừa của bố và mẹ. Kết đinh này thì cần phải có là cái kết đinh farm. Khi đủ level anh em sẽ thấy nó liền à. Đó. Thì trong lúc kết đinh á, mình cần phải access một con đực và một con cái. Kết đinh farm này á, thì nó sẽ cần một cái bánh kem trong mà cái kho chứa hàng của mình. Sau đó thì nó sẽ sản xuất ra một cái trứng farm. Mình đem up cái trứng đó. Hiện tại đã có là 18.000 cái công thức farm ép với nhau. Nhưng mà trong số đó thì hầu hết á, thì không thể ép được. Đây là cái bảng ép. Tuy nhiên á, anh em lưu ý một điều nha. Cái này hướng dẫn thôi. Khi mà mình ép mấy con phone á, thì nó sẽ không mạnh hơn mấy con bố mẹ đâu. Nên trong cái trường hợp này anh em ép nó thì cho nó làm việc là chính, chứ không có đi chiến đấu. Nó sẽ lấy cái tổng của con bố và con mẹ chia hai. Giống như con của anh em là 500 với 1.000 đi, thì anh em sẽ ép ra con 750.
Rồi sau đó anh em cho nó lượn lon lên đề cha đề mẹ đó, thì nó vẫn là tiệm cận với con bố mẹ thôi chứ không bao giờ cao hơn được, thì mình cộng lại chia hai nếu trung bình mà. Còn cái này là cái bảng phân bố giới tính đó, số lượng phone nè, con đực là tỷ lệ nè, tỷ lệ 90% á, tức là có 9 con đực hoặc là 9 con cái hệ đó, nên anh em bắt nó được rất nhiều. Như con ông là tỷ lệ 90% á, là chỉ có một con đực thôi, trong số 100 con thì có 10 con đực, còn lại 9 con ông là cái hết, nên rất là khó luôn. Nên anh em bắt được những con nào ông đực rồi á thì nó rất là quý hiếm nha. Đó mấy con ông này, nữ hoàng ông nè, cái kia là cái gì, nữ hoàng ông rồi cái gì ông ta, vua ông hả? Thì những con còn lại như con kim cấp 3 này, hình như là cái con giống hươu cao cổ này á, giống lạc đà chứ, thì nó là 9 con đực chỉ có 10 cái thôi, nên em phân biệt cái giới tính này để đi bắt những cái con hiếm hiếm về giới tính. Bây giờ là ép thú, nó có thể là ai đời bố với đời mẹ, kết quả là ra con này. Thì hai con này hình như tôi có phải không ta, con chưa ghi này tôi có chưa, em để tí. Thì theo cái bảng này nó ghi á, thì ép đời bố với đời mẹ hai con này nó sẽ ra con bên đây. Con này nãy tôi có rồi, nên bây giờ tôi thiếu con nào thì chắc tôi ép con đó. Godzilla này hình như chưa có. Con hươu điện vàng á, con nào độc lạ tí đi. Pagin này hình như tôi cũng chưa có nữa vậy. Mình sẽ xếp theo cái thuộc tính alpha phone để cho nó dễ nhìn. Con nào độc lạ tí anh. Con này ép được với con nào không ta? Đây đây đây, hai con mập mập tròn tròn nè. Mozzanga với Gimon phải không? Mozzanga với con bot đây. Đây là nó nè. Mình sẽ thay con nào ra ta? Chim cánh cụt cút ra đi. Đó, anh em cứ đặt hai con này vô. Anh em chế cái bánh kem như hồi nãy tôi hướng dẫn á. Khối lượng công việc cái chế cái bánh kem nó khá là cao luôn. Một cái tới 2.000 watt lâu luôn. Nên làm việc nó hơi bị mệt. Nãy giờ nó chưa chế được cái nữa, rất lâu rồi đó nha. Anh em lấy cái bánh kem với hai con đó vô đây. Con đó nó đầu tiên là đây nè, con bự bự nè. Con xanh con vàng á. Tôi cũng chưa có ép ra con này lần nào hết. Nên bây giờ đút vô thử rồi. Thì không biết mấy con lucky rồi nó có ngon không. Vô chuồng. Ủa quên, coi giới tính nó cái đó. Con này là được mấy cái ta? Con này con cái. Con này con cái luôn, chết rồi. Con này cũng cái luôn. Chơi led đại vô rồi đấy. Tưởng cái cặp đó ngon, hóa ra là toàn là giống cái với nhau thôi. Cái này ba con đực hả? Bốn con đực. Trời ơi. Con voi mau mút thì ba con cái. Sao giới tính mấy thằng này nó lọt lội quá vậy? Bon chơi ghi có nè. Bon chơi ghi. Nãy thấy nó bự bự đâu ta? Đây đây đây. Nó với con Aso. Nó sẽ ra được con chó băng. Bên chơi ghi thì mình có con đực, có cái luôn với con này. Con này cũng khá là ngon này á. Con này con bạn gái nè, lần trước nó đi ghét nhà tôi túng nó luôn. Đây gì rồi, con gì đó nè, Aso nào phải không? Aso với con bên chơi ghi. Bây giờ thử ép hai con này lại. Đây đây đây, anh em ép á. Rồi không phải. Con này tăng cái hiệu ứng gì đây ta, nhưng mà nó lười làm việc, mất 10%. Nó lại tăng cái hiệu ứng đào chặt gỗ cho laser cũng không ngon lắm. Chỉ số cùi cùi không à. Cái này hay được hai cái cũng dễ. Này tăng đam băng hả? Cái này cũng tăng đam băng luôn thiệt. Cho vô làm gì không biết nữa. Hay là mình không ép con này nữa. Hai con này tôi cũng có nữa, ép đại cái con lươn màu vàng ở đây. Ghê sao lâu rút với phanh kít. Muốn chủ yếu là coi thử cái nội tại đó. Ghê sao lâu rút nè. Có cái có được luôn. Ok.
Sao mà chỉ số gì đổ quét không vậy? Chỉ số này là nó làm việc nó sẽ mau chán hơn 10%, công việc chậm hơn 10%. Nó ông nội này nó ăn chơi không hả? Không được rồi. Sao mấy con này nó cùi không gì ta? Hai con này bình thường quá. Hai con này chưa có. Pigeon với cá chép hả? Pigeon không biết tôi có chưa nữa. Hình như chưa rồi. Nếu có con đó mình chưa bắt được, còn con gì ngủ đợi nó không? Phyllalina này có chưa? Hình như chưa luôn. Có hai con này là ngon nhất nè, Keyhound với mà Mosanga. Nó sẽ gan Gimbo này. À con Gimbo với con Vsauce được nè, Gimbot với gì đó Vsauce. Coi thứ nào, con này của mình là cái không, nên kiếm một con mà con này cái, con này cũng cái nữa. Có hai con được thôi, con này với con này. Con này không cùi vậy đó. Đúng là mấy ông đực này làm ăn vô dụng thiệt. Rồi bắt con này vô đi với con mà sau gớt là hai con này nè, Gimbon với Villa sau gớt nè. Rồi đây vô chuồng cưng. Ủa nó ngủ vậy? Thôi thôi mình cũng đi ngủ đi, cho buổi sáng thức dậy rồi bắt nó làm việc. Vô đây ấp trứng là cưng, lai được ra giống mới không? Một con này con cái, để anh mày đi kiếm chồng cho mày. Tiếp theo là con lươn này, nhìn hai con mặt ngu như nhau. Ê ai mượn mày đi tưới cây không? Rồi ABC nhau đi. Bây giờ thì để cái bánh kem vào. Đó em bấm đặt cái bánh kem vào. Rồi hai con nó chim chuột với nhau. Có vẻ khá là lâu á, nên chắc tôi phao ở đây. Nào nó ép xong thì tính.